Video địa chỉ hay là 7 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì như các bạn đã thấy ở đây mình có một cái thiết bị đồ phát của Hang Media, một trong những cái thương hiệu đồ phát khá nổi tiếng tại thị trường Việt Nam hiện nay. Thì đây là cái chiếc đồ phát gì đó và nó như thế nào thì mình sẽ giới thiệu với bạn trong cái video clip ngày hôm nay, như là giúp bạn có thêm một sự lựa chọn nữa cho một cái dòng đồ phát bạn sắp mua trong thời gian tới. Thì mình sẽ nói về nó sau. Thì như các bạn thấy ở trên vỏ hộp của chúng ta thì chúng ta có thể nắm được đây là một cái thiết bị đồ phát mang tên là Hang Media Q8. Thì nhìn sơ qua cái con Q8 này nó cũng khá là giống với cái con Hang Media Q54 trước đây. Thì đây là con Hang Media Q8 với bộ xử lý 4 nhân. Đây là cái dòng thể hiện những cái cấu hình cũng như là cái tính năng nổi bật của cái con Hang Media Q8 4 nhân này. Đó là có bộ xử lý quad core 4 nhân, chạy hệ điều hành Android 4.4 KitKat với 8GB nhớ flash, 2GB RAM. Ngoài ra nó còn có khả năng chơi được 4K video 4K Ultra HD cũng như là những cái bộ phim 3D dạng 3D Blu-ray show, hỗ trợ cài đặt sẵn XBMC cũng như là có ứng dụng Google Play rất là phong phú. Đấy, ở mặt dưới của vỏ hộp thì chúng ta có thể tìm thấy được những cái thông tin của những cái cổng kết nối, một chút mình sẽ nói sau trên trực tiếp của sản phẩm. Ngoài ra còn có thêm những cái thành phần phụ kiện đi kèm khi mua một cái chiếc camera Q8 4 nhân này, đó là một cái adapter để cắp luôn, một cái chiếc remote, một cái cổng cáp HDMI cũng như là một cái hướng dẫn sử dụng nhanh. Thì bây giờ mình sẽ tiến đến nói về cái chiếc camera Q8 4 nhân này. Trên tay của mình nó khá là nhẹ, toàn thân của cái chiếc camera Q8 này được bao bọc bởi một cái lớp vỏ bằng nhôm dạng nguyên khói, rất là chất lượng, độ hoàn thiện của sản phẩm rất là tốt. Với những cái đường vét ở đây, đường vét cạnh ở đây rất là tinh tế và rất là đẹp. Màu của sản phẩm là một cái màu vàng gold, khác hẳn với cái màu trắng của cái con Hang Media Q54 trước đây. Thì về cái hình dạng bên ngoài của nó thì vẫn giống như cái chiếc Hang Media Q54 thôi, tuy nhiên nó có thêm những cái chi tiết chẳng hạn như đường vét, màu sắc cũng như là những cái chi tiết ở mặt trước nó khác so với con Q54 trước đây mà mình đã giới thiệu cho các bạn. Ở mặt trên của cái chiếc Hang Media Q8 4 nhân này nó không có gì cả, rất là quen thuộc, ngoại trừ cái dòng chữ logo của Hang Media ở đây. Mặt trước là nơi bố trí một cái con mắt để nhận tín hiệu điều khiển từ remote, một cái đèn tín hiệu để báo tín hiệu hoạt động của cái chiếc đồ phát cũng như là một cái dòng chữ Hang Media ở kế bên đây. Rất là quen thuộc đối với những dòng đồ phát của Hang Media. Ở cạnh bên phải là nơi bố trí hai cổng USB, trong đó có một cổng USB 3.0 và một cổng USB 2.0. Thì việc bố trí cổng USB 3.0 dường như là một đặc trưng trên những cái dòng đồ phát của Hang Media. Cổng USB 3.0 nó giúp bạn rất nhiều trong việc truy xuất dữ liệu từ những cái thiết bị ở ngoài, như là USB hay là ổ cứng, nó sẽ được nhanh chóng hơn, tiện lợi hơn. Ở cạnh bên trái của cái chiếc đồ phát Hang Media Q8 4 nhân này là một cái khe đọc thẻ nhớ SDMC cũng như là một bố trí thêm một cái cổng USB 2.0 ở đây nữa, rất là tiện lợi cho việc cắm những cái thiết bị điều khiển ngoài như là chuột máy tính hay là những cái thiết bị remote chuột, rất là thông dụng ở đây. Ở mặt sau của cái chiếc Hang Media Q8 4 nhân này là nơi bố trí những cái cổng kết nối chính, thì như mình đã nói lúc nãy trong khóa học, ở đây chúng ta có thể thấy một cái cổng adapter nguồn DC5V đó, một cái cổng đăng lên để kết nối internet có dây, một cổng HDMI để xuất tín hiệu hình ảnh chất lượng HD, Full HD, những cái cổng AV ở đây, và một cái cổng optical để xuất tín hiệu âm thanh 5.1, tín hiệu âm thanh đa kênh cho bạn những cái trải nghiệm tốt nhất khi xem phim và âm thanh. Ngoài ra chúng ta còn có thêm một cái chiếc anten nhỏ nhỏ ở đây để giúp cho cái chiếc Hang Media Q8 4 nhân này có thể bắt được cái tín hiệu wifi mạnh mẽ. Dưới của cái chiếc Hang Media Q8 4 này không có gì ngoài trừ những cái lỗ tản nhiệt ở đây, bốn cái chân chống trượt cũng như là tạo độ thông thoáng khi đặt cái chiếc đồ phát này trên cái mặt phẳng. Mã vạch của sản phẩm, thông tin, một vài thông tin của sản phẩm. Thì đây là cái chiếc đồ phát thuộc cái phân khúc giá rẻ cho nên việc trang bị một cái cấu hình mạnh mẽ như thế này giúp nó có thể tạo nên sự khác biệt so với những dòng đồ phát khác trong cùng phân khúc. Với cái bộ xử lý quad core 4 nhân
RAM 2GB DDR3, cũng như là bộ nhớ trong 8GB dạng flash. Thì cái chiếc đầu quét này có khả năng chơi được những cái video dạng 4K Ultra HD, hoặc là có thể chơi được rất là tốt những cái bộ phim HD, Full HD, thậm chí là Blu-ray 3D show, những định dạng khó nhất mà những cái dòng đầu quét khác cũng phải ngao ngán. Rồi, thì về cái những cái tính năng cụ thể của cái chiếc đầu quét này, lúc hoạt động thì mình sẽ gửi đến các bạn trong một cái video clip khác. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào các bạn.